là nhiều doanh nghiệp hay có những lý do để bao biện hoặc để nói rằng cái hiện nay họ chưa thể đầu tư cho văn hóa doanh nghiệp. Mà bản sắc không tự dưng sinh ra, ngay cả từ bé người ta đã phải học văn hóa, và không phải đợi về già chúng ta mới có văn hóa. Tất cả mọi sự duy trì tốt đều trở thành đẳng cấp, nhưng trong tất cả sự duy trì thành đẳng cấp thì duy trì được giá trị văn hóa, nó tiến tới sự phát triển và văn minh, thì đó là đẳng cấp xứng đáng nhất. Trong kinh doanh bạn phải quyết tâm, nhưng trong văn hóa bạn phải quyết tâm đến 1.000 lần. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp trong khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chịu nhiều sức ép về cạnh tranh, về doanh thu và lợi nhuận. Cho nên dường như câu chuyện xây dựng và phát triển văn hóa chưa đi song song cùng với phát triển kinh tế. Với mong muốn giúp cho các chủ doanh nghiệp và các doanh nhân, chúng ta thấu hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, ngày hôm nay, chương trình Leader Talks của chuyên trang Công lý Xã hội đã mời chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh, chuyên gia về chiến lược và xây dựng tổ chức. Ông là chủ tịch hội đồng giảng huấn của tổ chức giáo dục đào tạo PTI và là giảng viên chính của Học viện Hành chính Quốc gia. Xin chào thầy, hôm nay chúng em rất vui khi được đón tiếp thầy ở không gian Leader Talks của chuyên trang Công lý Xã hội. Và sau 2 năm đại dịch, hoạt động đào tạo dành cho các doanh nghiệp và doanh nhân đã trở lại tương đối bình thường. Thầy có thể chia sẻ với chúng em một chút là về không khí học tập của các doanh nhân và doanh nghiệp hiện nay đang như thế nào được không ạ? Sau khi đợt dịch bùng phát thứ tư ở Việt Nam, thì với chủ trương và quyết tâm chính trị của chính phủ, chúng ta đã bình thường hóa một trạng thái tích cực hơn trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề của Việt Nam. Và đương nhiên, lĩnh vực đào tạo không nằm ngoại lệ. Và trong cái thời kỳ mà dịch Covid từ năm 2020 kéo dài đến là khoảng cuối năm 2021, thì cả xã hội đã nhận thấy rằng là một cái thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập vào kinh tế số của không gian kinh tế Việt Nam cũng như của toàn cầu nó diễn ra nhanh hơn. Vâng. Và chính điều đó cũng hối thúc tất cả các doanh nghiệp là phải đi học tập. Bởi vì về mặt công nghệ, chúng ta có thể cài đặt và đưa vào những công nghệ mới của cái thời kỳ cách mạng công nghệ lần thứ tư, nhưng về cách quản trị và kinh doanh để tương thích với nó thì lại là một điều mới mẻ. Chính vì vậy mà không khí đào tạo, tinh thần học tập và sự thay đổi của các chương trình học tập đối với cả chúng ta và các nơi đào tạo về doanh nhân rất là nhiều, vâng, sâu và rộng. Vâng. Và các bạn doanh nhân, các nhà quản lý, các doanh nghiệp đến học thì với một cái tinh thần là sẵn sàng và chấp nhận cũng như là tích cực thay đổi. Và đồng thời là họ còn tìm hiểu lẫn cả cái kinh nghiệm của nhau để áp dụng vào thực tiễn. Và trong cái thời kỳ hậu Covid thì chúng ta biết rằng là các mô thức kinh doanh nó trở nên thông minh hơn. Các doanh nghiệp trở nên là gì? Ikigai, tức là tinh gọn, tinh giản và tối ưu hơn. Và đương nhiên cái điều đó nó cần phải hỗ trợ bởi công nghệ thông minh. Nhưng mà công nghệ thông minh thì đương nhiên nó phải đi cùng với cách quản trị kinh doanh thông minh. Và điều đó là chúng tôi rất vui mừng đã nhận thấy một cái không khí học tập rất là toàn diện, rất là sâu sắc và rất là hứng khởi. Và đặc biệt là các doanh nhân, kể cả già lẫn trẻ, về mặt tuổi, kể cả nhiều năm hay ít năm, đều rất là nồng nhiệt đến cái không khí học tập của như các trung tâm đào tạo như của các bạn hoặc của PTI. Và tôi nhận xét một điều rằng người ta rất ít nói về quá khứ. Trong những cái trải nghiệm và trong những cách thức làm của họ, điều này nó cũng nói lên một cái gì ạ? Cái tinh thần thay đổi nó đã đi vào tâm thức và nhận thức. Tôi cho rằng đó là một cái năng lượng tuyệt vời, một cái tinh thần tuyệt vời. Và chúng ta phải đón nhận được cái điều đó để chúng ta phục vụ xã hội tốt hơn. Và về mặt chương trình cũng như giảng viên, trong cái thời kỳ Covid, chúng tôi cũng đã làm đúng cái điều như vậy. Chuẩn bị, sẵn sàng. Hội nhập và bắt kịp. Đấy là chưa kể là chúng ta cần phải có những yếu tố riêng mình, yếu tố đột phá, yếu tố tiên phong. Xin cảm ơn. Kính thưa thầy, như thầy đã nói, để doanh nghiệp hiện nay có thể phát triển bền vững và thực sự hội nhập được thì một trong những yếu tố rất là quan trọng đó chính là văn hóa tổ chức, xây dựng cho doanh nghiệp đó một cái phong cách, một cái văn hóa từ cái hệ giá trị cốt lõi. Nhưng mà dường như là với những doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì những vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức.
Vậy thì thầy có thể cho chúng em biết và cho các độc giả của Công lý Xã hội biết là biểu hiện của một doanh nghiệp thiếu vắng đi cái văn hóa doanh nghiệp được không ạ? Xin cảm ơn một câu hỏi rất thú vị và toàn diện, cũng như là sâu sắc về mặt thực tiễn xã hội của bạn. Kính thưa quý báo, phải nói là từ năm 1998, cái văn hóa tổ chức, trong trường hợp này là chúng ta gọi là văn hóa doanh nghiệp, đã là thực sự đã đi vào cái thực tiễn của đào tạo cũng như của ứng dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam. Vâng. Và cho đến bây giờ thì hơn 20 năm, cá nhân tôi cũng như các đồng sự đã cảm nhận rằng là cái văn hóa doanh nghiệp là một cái thành tố cực kỳ quan trọng, vâng, thiết yếu. Bởi vì chính nhờ nó mà nó tạo nên văn minh quản trị, chính nhờ nó tạo nên chất lượng và giá trị của thương hiệu, chính nhờ nó đã tạo nên các uy tín của các doanh nghiệp đối với cộng đồng. Tôi cho rằng là không có vấn đề gì về nhận thức. Thế nhưng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì dường như có một câu chuyện họ quan tâm thường xuyên và thường trực. Chúng ta cứ gọi theo cách dân dã là cơm áo gạo tiền. Vâng. Và điều đó hối thúc họ là gì? Quan tâm đến những cái điều đó mà sao nhãng đi, hoặc chưa có sự tập trung về đầu tư, rồi tập trung về mặt phương pháp để xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp một cách toàn diện, để nó trở thành một cái thành tố mang chất trụ cột và xuyên suốt. Tuy nhiên nhìn một số các doanh nghiệp lớn hơn thì do cái thời gian của họ, do cái quy mô của họ, do cái sự thâm nhập sâu rộng vào thị trường của họ, và đặc biệt do yếu tố hội nhập kinh tế ở các vùng miền và các quốc gia, cho nên họ đã nhận thấy văn hóa doanh nghiệp là một điều không thể thiếu vắng. Và đồng thời họ cũng học tập được những cái văn minh về thương mại, văn minh đầu tư, văn minh quản trị, văn minh kinh doanh từ các đối tác trong cái quá trình phát triển. Cho nên quay ngược trở lại, họ đã ý thức và họ đã đầu tư và họ đã xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp trở thành một cái thành tố thường xuyên hơn. Vâng. Tuy nhiên là xin lưu ý câu hỏi của quý báo. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ và những doanh nghiệp nó vừa mới hình thành thì chúng ta thấy rằng không được chờ đợi, không được chậm trễ để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tại sao tôi phải nói như vậy? Là bởi vì có những cái tâm lý mà tôi được gặp khá phổ biến, rằng là đợi một hôm nào chúng ta có điều kiện hơn, đợi một ngày nào chúng ta có tầm cỡ hơn thì xây dựng văn hóa doanh nghiệp lúc ấy đủ chín muồi hoặc không vội. Văn hóa doanh nghiệp thì đành rằng là không thể là vội, đành rằng là gì, phải có điều kiện, nhưng nó không phải là một thứ mà chúng ta chờ đợi. Ví như một con người không đợi đến là già rồi mới có sự văn hóa. Thực sự là mọi người cứ nghĩ đến cái việc là quốc tế hóa, cứ nghĩ đến việc là mang sản phẩm của Việt Nam đi xuất khẩu và cứ tập trung vào những cái sản phẩm đó. Thế nhưng mà cái yếu tố văn hóa doanh nghiệp nó cũng là một trong những yếu tố mà quyết định xem việc là chúng ta có thể chơi với cả những doanh nghiệp ở châu Âu cùng đẳng cấp với họ hay không, và có thể bắt tay được với họ hay không. Thế thì trong quá trình làm việc ở Việt Nam, Đức đã được đi trong cái database của Đức có cỡ khoảng 2.000 doanh nghiệp về sản xuất, trong đó trực tiếp tôi đã có điều kiện đi đến thăm và làm việc với cỡ khoảng 300 doanh nghiệp. Thì cái nhận thức này của các chủ doanh nghiệp thì về cơ bản là vẫn còn ở mức độ rất là primitive, tức là vẫn rất là hạn chế. Thế thì ban nãy chúng ta có nói đến thứ nhất là văn hóa doanh nghiệp, chúng ta có nói đến sự học của doanh nhân, và thì hiện cũng có đề cập đến cái tinh thần là anh em hiện nay các chủ doanh nghiệp là rất là open, rất là hướng đến cái sự thay đổi và công nghệ, đúng không ạ? Dạ. Cái yếu tố này thì em cũng xin phép được hỏi rằng là thế cái văn hóa doanh nghiệp nó có phải là cái yếu tố gì đấy mà có thể học được không? Để xây dựng được văn hóa doanh nghiệp nó phải là cái kỹ năng mà chúng ta có thể học được không? Hay là đâu đó là tự là có người có cái tố chất đấy hay có người không có tố chất đấy? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai nữa là thế liệu rằng là cái văn hóa doanh nghiệp ấy bây giờ công nghệ rồi 4.0 rồi, thì có cách nào chúng ta sử dụng công nghệ vào cái việc mà xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty mình không ạ? Rất hay, một câu hỏi tôi cho rằng là rất là sâu sắc. Chúng ta thấy rằng là đặc tính của văn hóa nói chung là nó có cái tính di truyền, tính gen. Đấy là một trong những đặc tính của văn hóa. Tôi ví dụ như văn hóa của chúng ta hôm nay, của thế hệ Việt Nam, người Việt Nam hôm nay thì có cái tính di truyền từ tổ tông, từ lịch sử. Cho nên là một cách tự nhiên thôi, một cái con người vừa sinh ra rồi trong quá trình lớn lên người ta đã cũng mang một cái nét văn hóa
mà gọi là cái tính di truyền, tính gen của cái dân tộc và quốc gia đất nước của họ. Thì các doanh nghiệp cũng vậy, khi sinh ra ở Việt Nam thì một cách tự nhiên họ đã cũng mang cái gen văn hóa của người Việt vào quản trị, vào kinh doanh, vào ứng xử, vào giao tiếp, vào đầu tư, vào làm ăn, vào hưởng thụ. Cho nên là bạn hỏi cái khía cạnh thứ nhất là không học cũng có văn hóa. Không học có. Tôi ví dụ như các bộ tộc, nó đều có văn hóa của nó đấy chứ. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là văn hóa thì một nội hàm nữa của nó là bản sắc. Mà bản sắc không tự dưng sinh ra, mà bản sắc nó có từ những đời trước, thế hệ trước truyền lại. Ê, tuy nhiên cái khía cạnh thứ hai bạn hỏi là liệu có cái công nghệ gì để vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp không, thì câu hỏi rất thú vị. Tôi xin thưa với bạn rằng là sách giáo khoa cấp 1 cũng có công nghệ. Hay đào tạo người hoa hậu ở Venezuela cũng có công nghệ. Hay ví dụ là rèn tập một đội bóng, đội tuyển quốc gia cũng có công nghệ. Và công nghệ ở đây có nghĩa là tập hợp các tiêu chuẩn để tạo nên một điều gì, một sản phẩm gì, một thành tựu gì, một kết quả gì. Thế như vậy là hoàn toàn được. Khi chúng ta hiểu cái nghĩa công nghệ như thế, vậy thì trong văn hóa phải tập hợp những cái tiêu chuẩn mà chúng ta phải được tôi rèn, phải được đầu tư, phải được tạo dựng, phải được làm mới, phải được hôn đúc. Thì yếu tố đó nó hướng tới một hệ tiêu chuẩn. Và hệ tiêu chuẩn này là hệ tiêu chuẩn của sự phát triển, hệ tiêu chuẩn của hội nhập, hệ tiêu chuẩn của quốc tế, chứ không còn là hệ tiêu chuẩn của chính chúng ta nữa. Giống như ISO vậy. Thì chúng ta thấy là hoàn toàn có thể làm được. Tôi ví dụ, trong một cái môi trường làm việc nó thiếu vắng những cái sự văn minh, nó thiếu vắng những cái phương tiện và cách thức chuyên nghiệp, thì chúng ta xây dựng văn hóa thế nào? Hay ví dụ chúng ta bảo rằng cứ tốt đi, thì cái tốt nó phải có một cái tiêu chuẩn gì, nó nằm trong sản phẩm dịch vụ, nó nằm ở đâu, nó nằm ở những cái khía cạnh gì, tiêu chí nào của quản trị, thì nó mới trở thành cái tốt của sự cuối cùng, cái tốt của mọi người. Và vì vậy điều đó là có tính công nghệ. Xin cảm ơn câu hỏi rất thú vị của bạn. Em xin phép tóm tắt lại một chút ạ. Vâng. Tức là không làm cũng có văn hóa. Một là... tôi không nói như vậy, mà tôi nói một cách tự nhiên người ta đã có văn hóa. Chứ tôi không nói là không làm gì. Vâng. Không có ai là không làm gì cả. Và cái văn hóa này nó có tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp hay không thì lại yêu cầu sự học tập và áp dụng những cái công nghệ và tiêu chuẩn vào trong xây dựng. Không phải công nghệ và tiêu chuẩn, công nghệ trong đó nó có tập hợp những tiêu chuẩn. Công nghệ trong đó là những tiêu chuẩn, hay quá. Ngoài ra thì khi mà em xin phép thầy, khi mà em đến thăm các cái nhà máy thì do bệnh nghề nghiệp bao giờ cũng đi audit, bao giờ cũng nhìn vào những cái vấn đề. Thế xin thầy chia sẻ cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ rằng là một doanh nghiệp mà chưa tập trung vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hoặc là đâu đó văn hóa doanh nghiệp ở đấy nó còn yếu kém, thì nó sẽ có những hiện tượng gì, có những đặc điểm gì của cái doanh nghiệp đấy ạ? Cảm ơn bạn. Xét về mặt ý thức, tức là những cái tiềm năng tư duy và suy nghĩ trong đầu, thì tôi cho rằng các doanh nghiệp đều đã có. Nhưng cái việc từ ý thức, từ quan niệm, từ một cái tư duy nó trở thành một đường lối hành động cụ thể thì đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và phẩm chất. Như tôi vừa mới nói chuyện với các bạn, thì một doanh nghiệp vừa hình thành ra thì người ta vẫn có cái giá trị văn hóa nhất định. Cho nên nói rằng văn hóa là một cái bầu không khí, một cái môi trường chung của xã hội mà chuyển hóa vào các công ty và các doanh nghiệp. Nhưng họ có thể là thay đổi, họ có thể là biến hóa, họ có thể tạo dựng, họ có thể làm mới cái môi trường đó vào một cái hoàn cảnh cụ thể của họ. Nhưng quan sát của tôi trong rất nhiều năm đào tạo, tư vấn và cố vấn các doanh nghiệp, thì tôi không thấy ai là nói đến văn hóa doanh nghiệp như là một yếu tố tầm thường cả. Không ai coi nhẹ nó cả. Chỉ có điều rằng trong quá trình làm thì như bạn nói là nó có tập trung hay không, nó có nung nấu hay không, nó có quyết tâm hay không, và nó có lộ trình hay không. Và điều này thì tôi thấy nó rất yếu ớt. Ngay bạn ra ngoài đường, bạn mới gặp bất cứ một người nào, bạn hỏi mày có văn hóa không, cậu có văn hóa không, anh có văn hóa không, thì tôi xin thưa rằng không ai nói rằng là tôi không có văn hóa hết, kể cả người đó là người cho rằng là có những cái tiêu cực gì đó. Thế nhưng mà từ cái việc tôi tuyên bố tôi có, tôi nghĩ trong đầu, đến một cái thực thể diễn ra trong thực tế, và nó đi đến sản phẩm dịch vụ cuối cùng mà đáp ứng cho thị trường về giá trị, đáp ứng cho xã hội về tính văn minh, đáp ứng cho quốc tế về sự hội nhập, thì nó là cả một cái sự đầu tư, một cái lộ trình, một sự liên tục, một sự nung nấu, một sự quyết tâm. Cho nên có câu nói rằng
Trong kinh doanh bạn phải quyết tâm, nhưng trong văn hóa bạn phải quyết tâm đến 1.000 lần. Và tôi vừa nói văn hóa nó như không khí. Vậy có giây phút nào bạn hít thở bạn không cần không khí không? Và bạn hít thở không khí, nếu nó trong lành thì bạn thấy thế nào? Và nếu nó đục mà nó bẩn, nó hại thì bạn thấy thế nào? Và văn hóa doanh nghiệp cũng thế thôi. Khi một cái bầu không khí, môi trường làm việc chung của tổ chức và với xã hội mà chúng ta thấy trong lành, chúng ta dường như cảm thấy an nhiên tự tại, chúng ta cảm như thế là điều đó, không khí nó không hiện hữu trong cái suy nghĩ, tư duy và vấn đề của mình. Nhưng không khí độc hại bẩn thì lúc nào bạn cũng phải nghĩ về nó, lúc nào bạn cũng khó khăn về nó. Và vấn đề đó là vấn đề của từng giây phút, vấn đề đó là vấn đề của thủ tiêu và làm triệt tiêu những năng lượng, năng lực khác. Cho nên không phải là vấn đề của quan niệm nữa, mà vấn đề này là câu chuyện của thực tiễn, của sự đầu tư. Và tôi cho rằng tất cả mọi sự duy trì tốt đều trở thành đẳng cấp. Nhưng trong tất cả sự duy trì thành đẳng cấp thì duy trì được giá trị văn hóa, nó tiến tới sự phát triển và văn minh, thì đó là đẳng cấp xứng đáng nhất. Không những với xã hội mà với cả quốc tế nữa. Như cái thực tiễn bạn đi khảo sát hơn 300 doanh nghiệp, bạn thấy những cái giá trị văn hóa nó đi vào doanh nghiệp ở các nước như thế nào, nó trở thành một thực tiễn như thế nào. Ví dụ với người Nhật, và tôi có rất nhiều thời gian thực tiễn với người Nhật, học tập và làm việc. Thì khẩu ngữ văn hóa của họ, lao động là phẩm giá. Lương tâm tốt đẹp, tinh hoa nhất của chúng ta phải dành cho quá trình lao động, tạo ra sản phẩm cuối cùng. Còn đối với người Anh là gì? Là văn hóa của tôi là phục vụ cho sự phát triển của chúng ta. Văn hóa của người Đức là gì? Kỷ luật là sức mạnh. Có kỷ luật mới là nền tảng của những cái giá trị mới trên đó, ví dụ như sáng tạo. Và quân đội chúng ta cũng có cái câu kỷ luật là sức mạnh. Hay là văn hóa của người Thụy Sĩ là khi chúng ta hòa nhập vào quốc tế thì cũng giống như một con ngỗng trời hòa nhập vào đàn ngỗng lớn để có thể bay đi xa, bay đến cao và tìm được những vùng đất ấm, đất mới. Thế như vậy chúng ta mới thấy rằng là xưa nay và ở các quốc gia khác nhau, thậm chí các dân tộc, cái văn hóa nó đều là một mầm sống và nó đều phát sinh và nảy nở thành những cái cây xanh tươi khác nhau. Nhưng đó là cây gì? Trong một cánh rừng sinh thái của quốc tế. Cây cao hay cây thấp? Cây dây leo hay là cây trụ cột? Cây màu sắc gì? Cây có tính năng gì? Chăm hoa đua nở. Cho nên đấy là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng trong quá trình các doanh nghiệp xây dựng nên cái văn hóa doanh nghiệp của mình, nó phải được hiện thực những cái giá trị phổ quát, giá trị cốt lõi và giá trị hướng tới sự phát triển. Và nó phải trở thành một cái, biến doanh nghiệp trở thành một thực thể sinh thái trong cái cánh rừng chung của quốc tế. Nói gọn hơn là trong cái quốc gia này. Vâng. Kính thưa thầy, trong quá trình thực tiễn chúng em giảng dạy và thực hiện những cái chương trình về mặt tư vấn và cố vấn, thì có phân tích nhiều trường hợp về phát triển thương hiệu tại Việt Nam, thì nhận thấy rằng là chúng ta có những cái doanh nghiệp như là Vinamilk, chúng ta có những doanh nghiệp như là Viettel, họ được các đối tượng về khách hàng hay là về xã hội công chúng nói chung thừa nhận đấy là những doanh nghiệp là sở hữu một cái nền tảng văn hóa doanh nghiệp rất là sắc nét. Thì bên cạnh đó thì cũng có một số ý kiến, tức là doanh nghiệp đó là doanh nghiệp rất lớn, bề dày lịch sử, quy mô, số lượng nhân sự, rồi là tiềm lực về mặt kinh tế. Rồi đặc thù như là Viettel lại còn có liên quan tới văn hóa quân đội như thế. Thế người ta mới nói rằng là các doanh nghiệp và doanh nhân ấy nói rằng là những doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp rất nhỏ, siêu siêu nhỏ, không có những cái điều kiện như vậy để làm về văn hóa. Mà cái câu chuyện trước mắt là câu chuyện doanh thu, câu chuyện chi phí, câu chuyện về mặt lợi nhuận. Thì người ta dường như người ta bỏ quên cái vấn đề đấy. Thế chính vì vậy mà chúng em muốn đề cập tới một cái phương diện rất là quan trọng để mà quản trị doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp, đó chính là vai trò của con người. Và trong con người đó thì hạt nhân đó chính là lãnh đạo. Thì thầy có thể chia sẻ chúng em một chút, chia sẻ với độc giả của Công lý xã hội là vai trò của người lãnh đạo trong việc kiến tạo và xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp được không ạ? Vâng, rất hay thưa bạn. Chúng ta đã từng thấy những cái thương hiệu lớn như bạn vừa kể là sự thành công về thương hiệu, nó gắn rất chặt với cả sự đầu tư và thành công về văn hóa doanh nghiệp. Điều này thì chúng ta đã rất thấy rõ ràng.
Điều đáng nói ở đây là gì? Một số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt rất là nhỏ, thì nghĩ rằng đến một ngày nào đó có điều kiện để xây dựng văn hóa. Nhưng tôi thưa rằng văn hóa nó thuộc về con người. Vâng.